Xin chào các bác nhé, em lên sóng một con máy rửa bát Tiona ngon bổ rẻ, rửa nước nóng 80 độ C, bỏng tay luôn ạ. Thế một con máy toàn bộ thân ruột inox hết, bác nhé, rửa nước nóng bỏng, giá ngon bổ rẻ, thân ruột inox này, răng chỉ đẹp, hoạt động ngon lành, bảo hành 1 năm, bác. Hình thức còn khá ok, viền này cũng inox hết này, dòng rửa bát 6 bộ, đếm ngược thời gian rửa. Thân vỏ inox hết, cực bền các bác nhé. Dòng máy này thì nó là siêu bền rồi. Con này bán là 2,8 triệu, giá chưa phí vận chuyển, chưa biến áp. Đây, có đếm ngược thời gian rửa các bác này, thời gian sấy này, rửa 2-3 người ăn này, rửa tiêu chuẩn này, rửa mạnh, rửa nhanh, rửa chậm. Có chế độ sấy riêng biệt này, các chu trình đếm rửa, bật nguồn, tắt nguồn, bắt đầu rửa, chuyển, chọn thời gian sấy, chọn chế độ rửa, rất dễ dùng. Là tiếng SS5, mã số 5, giá 2,8 triệu. Các bác nào có nhu cầu mua máy rửa mát cho gia đình thì qua liên hệ nhé. Con này chiều cao của nó là 60, chiều ngang 55, chiều dày 35. Chào các bác.